Ngô này luộc được rồi ấy nhỉ? Ngô này chắc là có hạt rồi anh ạ. Hả? Có hạt rồi. Có hạt chưa? Có rồi, có rồi. Trong nó đen đen dâu này là chắc là có rồi. Bắp to nhỉ? Đỏ lắm. Ở cái khu này đẹp thế đấy nha cô bác. Một cái đường ngô của bà con đây. Đó, mỗi một ngày anh em quay trở lại đây là một cái sự khác biệt nhau. Như thế này là bà con năm nay sẽ có một cái mùa vụ khá là thuận lợi rồi. Do là năm nay nó có mưa thuận gió hòa cô bác ạ. Những cái thời gian như là từ lúc trồng mới lại phát triển tốt, hầu như là cứ thỉnh thoảng lại có trận mưa ấy. Vâng. Thật ra là ngô bây giờ nó cao như này. Bây giờ anh em đi vào cái lối này còn không biết lối nào mà đi nữa cô bác ạ. Là tràn hết lối đi luôn. Tràn hết cả lối đi đâu. Vâng. Ngô này ngô lai ngô địa phương? À, đây là ngô địa phương anh ạ. Ngô địa phương á? Vâng, ngô lai địa phương mà tốt thế này á? Vâng, ngô địa phương mới là cao thế, ngô lai nó thấp lắm. Ồ. Ngô lai chỉ bà này thôi. Anh tưởng ngô lai nó phải cao to bắp to thế này chứ. À, ngô lai thấp hơn nhiều. Ồ. Vâng, ngô này ngô địa phương đấy. Ừ. Vâng, cái giống địa phương thì nó cái thổ nhưỡng nó không được phù hợp cho mấy. Đúng rồi. Vâng. À, Xuân Thiệu chào mọi người, chào quý ông bà cô bác nhé. À, chúc mọi người một ngày mới luôn thật nhiều sức khỏe. À, anh em hôm nay quay trở lại mép vực của bác, quay trở lại nhà em Pà Hờ. Đó, cũng một dạo trước anh em vào, gia đình cũng gọi là đói mốc hết cả nồi của bác ạ. À, trước thì cũng được rất nhiều các ông bà, của bác bảo em Hờ ấy, đi đón vợ về, sợ là lâu ngày kiểu như là gia đình nó lại không được êm ấm ấy. Đó, trước anh em vào thì cũng mới mua một cái bao gạo là 20 cân cho em Hờ rồi, thì cũng dặn em bảo là hôm nào ấy thì đi đón vợ về, nhưng mà cũng không biết là về hay chưa. Hôm nay anh em cũng có dịp qua gần đây thì cũng rẽ vào để xem là em bà đã về chưa. Đấy, hôm nay thì Xuân Thiệu đi vào bản thì cũng có một cái bịch cá khô của cô Kim Vũ ở bên Đức. Đó, trước cô cũng có mua và nhờ cái bên đại lý người ta gửi ra cho Xuân Thiệu ấy, một thùng của bác ạ. Thì cô cũng bảo hôm nào vào bản thì những cái gia đình khó khăn thì sẽ lấy vào dành tặng lại cho mỗi nhà một túi. Hôm nay thì Xuân Thiệu cũng đi mấy chỗ rồi thì cũng mới quay lại đây. Đó, thì cũng còn là 2 túi của bác ạ. Để tí nữa mang vào sẽ dành tặng nhà cháu Giờ, với lại nhà cháu Pà, đó, Nếp Vực của bác ạ. Cũng cảm ơn cô Kim Vũ rất là nhiều. Những cái món quà rất là thiết thực và ý nghĩa cho bà con có cái thực phẩm dùng qua ngày vào cái mùa đói ăn này các bác ạ. Đó, cái đường vào đây bây giờ đã gọi là kín hết đường rồi, không có lối nào mà đi nữa. Nhà em Pà Hờ này thì Xuân Thiệu cũng mới nhận được một cái món quà của cô Lý ở Việt Trì Phú Thọ, đó là cô có gửi cho Xuân Thiệu là 500.000 để dành tặng cho nhà Pà Hờ Mép Vực để mua gạo dần các bác ạ. Và có cô Duy Ly Mai nữa có gửi 100 đô. Những cái khoản tiền của các ông bà cô bác này thì bảo là cũng dành tặng nhà em Pà Hờ để mua gạo dần cho hai vợ chồng ấy. Đó, mùa này đang mùa đói ấy, nên là những cái món quà của các cô bác có gửi cho vợ chồng thì cũng rất là kịp thời rồi. Do là nhà em Pà Hờ này cách đây mấy hôm trước thì Xuân Thiệu vào thì cũng mới mua một bao gạo rồi. Đấy. Nên là hôm nay anh em cũng không mua đâu các bác, do là cũng mới mua thì chắc là cũng chưa hết. Đó, thì cũng gọi là có cái món quà của cô Kim Vũ mang vào bản thì Xuân Thiệu cũng qua gần đây tiện cũng ghé vào đây để mà cho gia đình ở xem cái tình hình như thế nào thôi các bác. Đây này, bây giờ cả lối đi không có đây này. Ây dồi, phải đi từ từ thôi anh ạ. Cái này buổi đêm này không biết là đâu một lần nhỉ. Đi nhầm hết đấy. Nhầm nhọt hết à? Vâng. Nhà em Pà Hờ này thì cũng nhiều các ông bà cô bác thì cũng bình luận nói này nói nọ nói kia, nói chung là nhiều những ý kiến trái chiều lắm của bác ạ. Đó, thế nhưng mà bây giờ bà con này không có nương, nghĩa là không có cả lối đi lại, rất là khó khăn luôn. Đấy, nên là nhiều khi có cái sự mở lòng của mọi người một tí thì cũng sẽ giúp cho họ một cái cuộc sống cũng tương đối là dễ dàng rồi. À. Xem là nhà này có ai ở nhà không? À, lấy một túi cá khô đi cho túi cá cháu. Khô cho nhà cháu Giờ đi. Vâng, cháu Giờ nhỉ. À Giờ. Giờ. Đấy. À đây đây thanh niên này. Ừ, thanh niên. Đấy, nhắn ra chơi đó. Ừ. Đi đâu mà ăn mặc diện thế? Cho Lý. Ai đấy? Lý à. Lý làm sao đấy? Lý khâu à? Làm sao? Cô là Lý. Mất tay hả? Đau. Đau đầu á? Vâng. Ồ. Ờ gì đi. Thì... Bố đi đâu rồi? Thì bố phải làm. Lại đi chơi rồi. Hả? Bố đi rồi. Bố lại đi rồi cái gì? Vâng.
Đi lâu chưa? Nó chỉ một tháng thế. Ồ thế, thôi không hỏi đấy. Hả? Bảo là đi được mà sáng nay lại đi sớm mà. Ờ, thế thì kệ ông ấy thôi, ông đi còn hơn là mình ở nhà. Chứ thế nhưng mà đi cắt lại cái tóc kia, ai đi cắt cái tóc như thế? Ờ, trong thế tôi đã hỏi thì tiêu đã hỏi thì nó đang phe nhỉ? Nay tôi tổ chia. Là tổ chúng có thao đấy. Nó mất gì? Mẹ này có máy thanh niên đi vào đây để cắt cho. À. Ừ. Thế là để cho người ta cắt như thế. À, chia là thì lúc đó nhỉ? Rồi. Chứ cho phê lộn luôn đấy. Chưa là phê lạ. Làm cái đầu kiểu như là con chim hay con gì ấy, có màu ở trên đầu như thế. Như là con chim trào màu thế này. Mình cắt cái đầu tóc nó phải gọn gàng lên một tí mới được chứ. Bây giờ mình không thể là cắt kiểu như là dạng xanh điệu hay như nào cả nhé. Mình ở đây thì mình phải cắt nó gọn gàng, cắt cua chọc đi cũng được để nó mát. Nhưng mà cắt cái kiểu này là nhìn nó không nó không đẹp ấy. Không được đẹp đâu. Chị chiên đi á, chiên đi mà lai. Thế là ăn cái gì chưa? Nói chị ta. Chị ăn cái gì hả? Chị ăn gì á? Thế ngô kia các thứ bón hết phân chưa? Cho chị cho bốc kìm phô chị ta đâu? Chị ta rồi. Vâng, chưa anh ạ. Chưa bón được phân á? Chưa bón được phân. Rồi. Thế nên mấy chị em dạo này đi làm cái gì thôi? Nè, ở bên tủ tó bên thông này của chị xin. Bên nhau bên chưa. À, đi cắt cỏ bò với lại lấy củ thôi. Cắt cỏ bò lấy củi á. Vâng. Mùa này thì nói chung là nó cũng không có cái gì để mà làm nhiều rồi. Vâng. Chỉ đi bón phân ngô với lại củi kia các thứ thôi. Đó. Thế là về hôm nay là hai anh chị em ở nhà thôi chứ? Nó thì nay nhá này chết là. Nhiều rồi. Hôm nay hai anh em là cắt được ở nhà thôi. Ở nhà xem nào. Mấy hôm rồi. Cũng sạch sẽ nhỉ. Vâng. Khá lâu rồi không vào đây nữa. Thầy kia thấy gì mà làm em? Thế là sáng nay đi cắt cỏ bò về đấy. Mới đi cắt cỏ bò về á? Vâng. Thế lấy cho cháu một túi cá khô đi. Mình hát, chờ khô đó nhé. Bà Kỳ Vũ có gửi tặng nhé. Tôi bỏ Kỳ Vũ mốt rồi. Tôi bỏ Kỳ Vũ nào uống mốt tôi. Lấy về dán cho mấy anh em ăn nhé. Mày hôm qua là mốt này ký nó nhé. Ký là cái lý nào nhé. Thế anh mày lại xuống dưới nhà. Anh thôi, chưa ấy thì nấu cho lấy cái gì lấy nhá, lấy cái ở lấy nhá, cái hả? Cái này, cháu lía này. Thế còn em cái đâu? Chỗ cái đi. Cái muốn cái đó. Muốn là thế đó. Muốn là chúng ta. Cái chắc là đi chơi. Đi chơi á? Vâng. Được. Không có bố ở nhà còn hơn. Vâng. Không có bố ở nhà các. Các cháu không dám ở nhà đấy. Vâng. Các cháu còn phải chạy đi chạy về. Đúng rồi. Bây giờ thì anh em cũng xuống nhà em Pa Hờ đã có bác. Còn một bịch nữa xuống trao nốt cho gia đình. Ồ, ở đây ngon tốt thật đấy. Một tốt nhỉ. Vâng. Mô này là rồi. Còn đi vun lại sao đây này? Vâng, cái này vun lại đợt hay anh ạ. Bây giờ tốt thế còn đi vun á? Cái vun để gọi là cái rễ nó màu thêm vào để nó sau này nó giữ cho cây ngô không bị đổ ấy. Vâng. Thế là bây giờ là vun thêm vào gì? Vâng. Làm được một cái cây ngô không hề dễ dàng một chút các bác. Không phải vun đi vun lại. Đấy, cứ như này nếu mà chẳng may nó có một trận mưa gió lốc ấy, thì lại đổ hết ngô. Vâng, đổ. Gáy hết góc luôn. Đổ gáy hết góc. Hố. Nhưng mà em nhớ lần trước anh em mình vào là không có lối đi á. Quan nương người ta thôi. Vâng. Nhưng mà sợ người ta giàu vào hết thì đi đâu mà quan được. Bây giờ xuống nhà em Pa Hờ này là không có lối đi rồi. Đấy, qua cái nương ngô người ta như này, người ta thấy là người ta mắng, người ta không cho đi không bác ạ. Bây giờ nó chưa thành ấy, đi sợ gây ngô mới gây cái lá ngô đây này. Đó. Nói chung là người ta đã không thích thì người ta kiểu gì, người ta cũng nhiều những cái lý do người ta không cho qua. Bây giờ cả cái đường đi còn không có, nương thì không có. Người ta làm nhà đến tận nè, người ta làm khép nhà. Cửa hết cô bác ạ. Người ta là sát nhà hết. Đấy. Bây giờ thì nương thì cũng chỉ có bằng đấy thôi. Đi làm thì cũng không đi được, nhiều các ông bà cứ theo dõi được thì cứ bảo nói thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà ai vào cái hoàn cảnh này thì mới biết được, mới hiểu được các bác. Không sống nổi luôn đấy. Không thể ở nổi, không thể sống nổi. Bây giờ cứ bảo đi kiếm việc làm để mà kiếm ăn. Nhưng bây giờ thưa các ông bà là đi kiếm cái gì bây giờ? Không thể kiếm được ý cô bác ạ. Bây giờ bà con này cũng kiểu như là không biết cái gì bắt đầu từ đâu. Nướng thì mùa ngô này thì cũng kiểu như là cũng chỉ có vụ thôi. Đó. Rồi ở trên đá là đá ấy.
Nên là đi vào các cái khu thành phố đô thị là rất là xa và phải biết tiếng nữa cơ. Đúng rồi. Nên là mới đi được. Ồ. Đi lúa nào nhỉ? Hình như đây, bên đây, này đây, thấy xe cũ, không biết là vợ chồng có đi qua đây. Chắc là đi qua lối này rồi. Trước anh em xuống thì cũng đi lối này. Đi qua bên này là phải nói nhẹ nhẹ thôi, người ta nghe thấy là không cho đi đấy. Đúng rồi. Ta thấy người ta lại... Gọi là đi chu thôi. đi đường còn phải trộm đi thế này đấy. Phối nào đấy? Dạ. Chéo đây à? Vâng. Trời ơi. Từ này, đây này, chắc là nhà em bà ở đi lối này của bác ạ. Nhìn cái lối đi mòn mòn này là chắc là phải rồi. Khéo khéo rồi, người ta lại thả bom ở đây. Sợ lắm. Cái bể này làm có... cái mang nước như thế. Vâng. Cái bể này có nhiều nước phết đấy. Không ngó đấy, thế nên người ta nhìn thấy đấy. Người ta không cho đi qua. Thấy mở cửa rồi. Ấy hô, ai thấy kìa? À, đây rồi, đây rồi. Ôi, được một dạo không vào lớn rồi. Đây, mất chị tả ơn đi. Nhớ chết rồi. À đây, đây là ở nhà đấy. Ở nhà. Bạn. Bà, Nhớ chết rồi. Ừ. Ăn cái gì như thế? Nó chỉ ăn cái tay á. À, dạo này phung phính ghê nhỉ. Dạo này lớn rồi, thành lão tứ ở đây rồi. Thế thì em bé nằm ở trên này à? Tôi mới biết sao đi rồi. Hả? Tao trả lý. Một chiếc lý. Một chiếc lý rồi. Thế em bà hôm nào về rồi? Ơ, thảo thì hết lỏ này. Nhà con lỏ ra. Nhà lỏ ra? Vừa về đấy. Vừa về á? Thế anh Hờ đón về hay là như nào? Tớ tỏ mà. Dạ. À, anh Hờ đi đón đấy. Anh Hờ đi đón về à? Là đúng rồi đấy. Thế sáng nay về, hôm qua về? Tại kia lò là nằm ở lò, nằm ở lò là. Nằm ở lò. À, tối hôm qua mới về đấy. Tối hôm qua mới về nhà à? Vâng. Trời. Thế anh Hờ đâu? Tớ hơn đi. Tớ hơn, tớ là ở Tết Phố. À, anh Hờ đi làm nưa thuê rồi. Đi làm nương thuê á? Vâng. Đi bón ngô thuê hay làm cái gì? Nếu mà tao chỉ đồng thô cứ. Nếu làm trộm à, nghĩa là đi vu đợt hai á. À, vâng. Chứ là đi vun ngô thuê cho người ta thôi. Dạ, gì à, đúng rồi. Ây chỗ thế chưa có về ăn cơm không? Ý chờ ta xong này bột lắm mà. Tối mới về đấy. Tối mới về à? Vâng. Đây làm sao đấy, cho nhiều cho con này. Chỗ ở xong à, bị dồn nước ấy. Dột nước vào đấy á? Vâng. Mưa dột xuống à? Vâng, mưa dột xuống. Ồ, đây này. Cái này bắt đầu nhìn thấy rời rồi, này có bác này. Cái này cái miếng mặt khéo khéo hỏng mất rồi. Này có lìa đúng không? Đã có tùa thế, nạt thế, tùa tá lên đi. À, bảo là bây giờ ngủ không ngủ được. Ngủ được á? Thế mấy hôm mưa là nó dột ở đây xuống thì ngủ kiểu gì? Ở bên không à? Càng miếng mặt thế này à? Ồ, mưa mất thì có lột thay sao không gì đó? Mình thấy này sao mà lại sao to tá. Ừ, bảo là ở trên là cái miếng bạt ở trên đấy là thùng hết rồi. Thùng hết rồi à? Vâng. Đây, về đây bác cho kẹo nào. Đây. Không. Bác cho túi kẹo. Mặt thang. Giờ này mặt phúng phính kia nhỉ? Ây hô. Ăn cái gì đấy, đi bà ngoại ăn cái gì phải không? Thế mấy hôm vừa rồi là hai ba mẹ con khác đi ngoài à? Hay là anh Hờ đưa đi? Tao bên thông à, thảo ở rào nếu muốn đi tới, nếu muốn đi rào tao sẽ gì hay cho nếu muốn. Ý mũ ý thế, ý trần nhó ý thế, mua mà nó tăng tổng ý thế, bên nhà tài lên. Ấy chờ, em bà bảo là, hai mẹ con khác tự đi thôi. Ừ. Do là ở với anh Hờ, ăn ngày nào cũng ăn đâu đủ, không ăn được, nên là phải đi bà ngoại mấy hôm đấy. Thế là đợt trước đấy là không có gì ăn là toàn ăn đâu đủ, không ăn được là mới lại chạy đi bà ngoại. Thảo đa mặt thảo sẽ gì hay nhó à. Chỉ mua chỉ non cho chị tao nổ xuyên. Nên nhớ chị tao nè. Nên nhớ chị tao thì mình bê lên nè. Tôi tối rồi nè tìm nè cứ thu tôi nè. Yêu thế thì cứ tôi mấy tiền lọ chỉ cứ tôi mấy chỉ lấy cho chị lọ chỉ mua mà nó tự chạy. Ây dồ. Như thế nữa. Ê bà bảo là trước ấy thì là không có cơm ăn. Ngày nào cũng ăn đâu đủ. Nên là hai mẹ con mới bảo là không ở được. Là mới đi sang nhà bên bà ngoại ấy. Là vừa rồi anh Hờ đi đón ấy, thì anh Hờ bảo là hai mẹ con về đi,
hay bắt là lấy gạo vào rồi đấy. Ồ. Sau đó là em bà mới bảo là thật không, nếu mà không không có thật thì đừng có nói dối. À. Nếu mà không có thật thì là không về đâu. Về là không ở được. Trời ơi. Nên là em bà và anh hỏi em bảo là thật đấy, lấy gạo vào rồi đấy. Như thế này ấy, thì em bà mới về. Em bà bảo là nếu mà không có gạo thì không không về đâu. Thế thì ví dụ mà các bác các ông bà không lấy gạo vào đây là hai mẹ con là cũng không nghĩ là về đây nữa. Mà giờ thì ý là ý chỉ cứ số đó mà nè, chỉ lo cái gì đó mà. Nhiều nãy chỉ cứ tuân này chỉ hạt đi kè yếu tuyết chỉ lo che cá tết mua chỉ nồi lo nhau dùng chai. Ồ, ai nguy cơ cao đấy. Hả? Em bảo là nếu mà anh mình không lấy gạo vào đây thì hai mẹ con không về đâu. Ừ. Em bảo là nếu mà anh hờ lên mà không có gạo ấy thì bảo là không có gạo thì là hai mẹ con có lo mới về. Về à, có mà chết đói à? Ừ. Thế nhà ông bà còn có mèn mén nhiều không mà sang bên đấy mấy mẹ con ấy thì ông bà ngoại lấy cái gì mà nuôi? À nếu ông bé này tại giờ tiền là cũng muốn món nó này. À nếu ông bé là rồi là nó mỏ. Đây là muốn nó ấy. Ờ. Là muốn nó ấy ít tiền. À. Bảo là nhà đấy nhà bố mẹ ngoại vẫn không còn mấy nhưng mà nói chung là vẫn có bữa ăn. À. Ừ. Nghĩa là sang đấy là vẫn có bữa ăn cho các cháu đúng không? Vâng. Đấy. Thế nhưng mà hai vợ chồng thì ở nhà con nhỏ không đi làm được gì thì xem là người ta vun ngô hay bảo anh hờ đi mà làm thuê đổi được ít mèn mén ít ngô về là được mà. Nên cứ đi như thế thì không có gì ăn cứ bỏ đi không bảo nhau mà làm ăn chứ. Bây giờ anh hờ anh đi như thế thì anh cũng chả đi làm gì được. Còn mấy con dê nữa thì anh còn phải ở nhà trông. Bây giờ mình về thế này nom cả dê nữa thì anh hờ muốn đi làm cái gì thì mới có đi được chứ. À, nửa tiền nhất đi mà. Nè, mình nhỏ mẹ thế mà. Nên là nhỏ thì tôi khá đi tạo kem sẽ chỉ biết tôi à tên đá này hả? Giờ thì chỉ mua mua nó là tao nhỏ cả dùng trái thứ gì tiền nhỏ nhỏ chỉ tạo hả? Ừ. Chỉ mua mua nó là nhỏ cả từ nhỏ dùng trái từ mua chỉ nó là nhỏ. Ừ, không bằng tao tạo đấy. Ừ. Ừ. Em bảo là không có cơm ăn không ở được đâu. Ở khóa cả mắt luôn. Khóa cả mắt à? Đói lắm đúng không? Chấp lá hứa. Ừ. 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 Bảo là không có cơm ăn thì mặc kệ anh hờ thôi. Anh hờ tìm được cái gì ăn cái đấy. À. Hai mẹ con là không có cơm này là không gọi là không ở được. Ừ. 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 Mom, Nếu là ai cũng vậy thôi, bây giờ không có cơm thì không về đâu. Ừ. Em bảo là bây giờ nghĩ nhiều lắm. Ở đây anh hờ mà không có cơm ăn thì em bảo là cũng phải đi tìm cơm ăn nữa chứ. Trời ơi. Thế này ví dụ anh hờ không kiếm được cơm là khéo khéo là cứ đi suốt như thế á. Nè, chỉ mua món đó mà mua nấy chỉ xa lỗ á. Chỉ mua món này mua để xa lỗ. Ừ. Ừ. Ta yo chimo mo no ga de mo de chi sa lo che la che ta no xie lo che a em bảo là không có cơm thì không muốn về đâu. Ừ. Em bảo là thấy nhiều người là không có cơm là người ta cũng đi kiếm ăn rồi đó. Thế là cái này khéo là cũng còn mắc hai con trẻ này không đi được á. Được khéo là cũng đi kiếm ăn thật đi kiếm thật á. À. Cũng rời xa hở mất. Ừ. Bây giờ ở cái khu này đấy có bác nguy cơ cao. Ừ. là ở cái bây giờ là ở cái nhà em hờ này có bác bây giờ cái lối đi còn không có. Đó. Cái lối đi lối lại còn không có. Bây giờ cái nhà thì người ta làm sát vào trước cửa đấy rồi. Đấy. Bây giờ thì không biết là kiếm cái gì để mà lo cho cái cuộc sống nữa. Đấy. Nhiều khi là có những cái món quà, những cái sự mở lòng của các ông bà, của bác mạnh thường quân cho gia đình thì có thể là còn níu kéo được lại cái gia đình, còn đỡ khổ các cháu. Thí dụ gia đình nó có cái gì trục trặc đấy thì tội nhất là chính là các con các cháu thôi. Ở trên này phần đa là như vậy. Những cái nhà mà vợ bỏ đi ấy, thường thường là những cái gia đình nó khổ, nó không kiếm được cái gì mà ăn. Sau đó thì kiểu như là cũng không thể ở lại mà chịu khó chịu khổ cùng con cùng chồng được nữa. Cứ thế là đi thôi.
Đấy, làm cái gì thì làm, anh bảo nhá. Bây giờ mình còn khổ, còn trẻ thế này ấy. Bây giờ hai đứa rồi, hai vợ chồng đừng có tính đến đẻ nữa. Em bà đi kế hoạch đi, đi đặt vòng các thứ đi. Bây giờ đẻ ra thêm nữa là sẽ khổ nhá. Ờ, nơi thì à, nên nếu lấy chẳng lùa, chị chỉ thôi dùng nhiều rồi. Ờ, nên tôi chỉ dùng là. Ừ. Yêu là tôi phải chịu đi, chỉ mong mong nói chỉ chịu. Ừ. Nên nếu chỉ sao mong nhiều đó nữa nhở? Ừ, chỉ mong là mong nhiều là tôi à, em bà bảo là bây giờ tính không có nữa, ừ. Con không muốn có con với anh Hờ nữa rồi. Ừ. À. Cứ bảo thế, con đi đặt vòng thì có lúc nào không biết. Đúng rồi, ra chỉ muốn đặt vòng cho thật thì mua thì bao đấy. Toàn cho tôi, ôi chỉ chịu là thế đấy. Chỉ mua. À. Hãy cứ nói thế không. Vòng là chỉ mua một cái nến để tại mấy thứ vòng. À, thế là đi đặt vòng rồi. Đi đặt vòng rồi gì? Đặt vòng. Ờ, thế tốt. Ở máy đặt cái nữa. Ủa, nếu chỉ bu vòng áo nhà, vòng chỉ cái. Bảo là đi, thật ra vừa rồi đi sang nhà bà ngoại là đi có đi đặt vòng á, là còn chưa nói anh Hờ biết á. Đi sang bà ngoại là đi, bà ngoại bảo đi à hay như nào? Nhiệt tại có một vòng rồi. Nhiệt tại thì tôi cho nhé, một vòng phải dùng là cái tôi cho nhé, tôi phải chịu chứ, chỉ tao đó nó chỉ thôi dùng bao. Chỉ một hộp thì cái tiếng một tao. Thì cái dùng một giấy tờ mà tiền một tấm gì. Bảo là đi sang bên kia bà ngoại bảo là bây giờ phải đi đặt vòng. Nếu mà đi đâu có đi được hơn. Thế là bây giờ nhá. Bây giờ thì mình còn khổ thế này thì cứ hai vợ chồng bảo nhau mà đi kiếm việc làm để kiếm làm thuê để một hai đồng đổ được một hai cân ngô cũng được. Đấy, không phải cứ động tí để lại bỏ về nhà ngoại thì ví dụ anh Hờ không kiếm được đồng nào thì lúc đấy trở thành vợ một nơi chồng một nơi à. Cái kiểu chồng một nơi vợ một nơi này cũng dễ xảy ra tan vỡ lắm. Chỉ một chóc một lát là cũng gọi là cũng bị chia cắt luôn đấy. Đúng rồi. Đấy, cái gì cái thì cũng vì con vì cái nha. Bây giờ nếu mà em cứ động tí bỏ đi là mai mốt là các con lại khổ đấy. Thành một cô đấy. Một cô đấy. Nên khi mà chỉ số mà mù mù lì tên ra rồi nhá. Chả tỏ cá cho nhỏ ôn chùa. Ờ. Ôi trời ơi, vào đây. Một tí nữa giờ cái tả ly này này, tả ly của bố này cao lắm. Đúng rồi. Đấy. Tụ hai mà nó cho chị chồng. Tụ cá này mà nó hai chồng mua tụ à. Ừ. Đúng rồi. Làm cho nó nhớ thế. Đấy, dê của anh Hờ là bây giờ còn nhiều lắm. Sau này anh Hờ thành đại gia đấy. Có là cứ nghĩ là anh Hờ không có gì đi lại không về tội anh Hờ. Đúng rồi. Không khéo không có mấy con dê này khéo là cũng không về nốt. Đấy, bây giờ phải động viên vợ đấy, anh Hờ đấy. Động viên thật mà, như này thì dễ lắm. Vâng, dễ xảy ra là bị bỏ rơi các con ấy. Đúng rồi, do là ở đây thì cũng không biết là làm cái gì nó ra được đồng tiền đấy các bác. Đấy, còn những cái nồi này, trước anh vào vẫn còn mốc meo khéo khéo chưa rửa đấy này. Đấy, thế này, úi dồi. Vẫn còn chưa rửa thật đấy. Vẫn còn chưa rửa thật. Vâng. Đấy. Thế nấu cơm cái gì chưa? Nếp bà tâm à, đây rồi. Sáng nay cũng nấu một ít. Cái cơm này nấu từ bao giờ rồi? Tại sao thì ôi đó? Sáng nay nấu rồi. Sáng nay nấu rồi á? Vâng. Thế cái gạo trước anh lấy vào còn nhiều không? Cho thu rồi, ngàn tôi cho nó đi. Chưa không mẹ, chứ mới chậu. Có tên chục cân á. Chục cân thế này á? Cứ ăn dần dần ấy. Lúc nào ấy thì anh Hờ đi kiếm được một hai đồng thì mua ngô, mua gạo về mà ấy dần thôi. Còn mà không thì đâu? Không thì đi đâu lấy. Mà nó giờ thật thì tà này mà cho bất cứ xe lỏ mà nó nói bất cứ. Nhìn kia cho tao bất cứ. Bảo là bây giờ chỉ trông chờ vào hai hạt ngô thôi đấy. Thế cái ngô của mình đi xem lần nào chưa? Cho bất cứ vừa tăng một số mấy ráo. Cho bất cứ nhà khó một trọc chi lỏ. Vừa mới đi 4 phân về. 4 phân về. Vâng. Thế nên này, hôm nay anh vào đây thì anh có cái bịch cá này của cô Kim Vũ có gửi cho gia đình nhé. Nó này ít tuần nữa, một tuần. Bắt đầu Kim Vũ này mua ý nán trẻ cho nấy. Cho nấy cho nấy tàu ký nó ấy. Mua cháu nó nán lộn này. Mua cháu nán lộn cho nấy tàu nó ký nó. Anh chị ký chả ký tàu tổ hát ấy. Tổ hát là tổ hát tế linh xấu dụ. Bảo là tí nữa tối giá cái cá này đợi anh Hờ. Để anh Hờ về anh Hờ có thấy vui hơn. Còn cháu nhỏ đây này. Nói chung em bà thì bây giờ không thể làm cái gì được rồi các bác ạ. Một nách hai con với lại tay lại bị khuyết tật như thế. Bây giờ ở nhà thì ôm con còn chưa xong. Còn mình anh Hờ thì
đi làm cái gì thì cũng không thể làm được. Bây giờ thì đi làm thuê thì không biết tiếng thì không thể đi xa. Ở đây thì ai gọi có thì đi, không có thì cũng chỉ ở nhà trông mấy con dê. Bây giờ may còn có mấy con dê của các ông bà có hỗ trợ, còn có con dê mà làm. Còn không thì chắc là cũng chỉ ở nhà nhìn nhau thôi. Đấy. Nên là cái cuộc sống nó đã khổ được càng khổ thêm. Đó. Bây giờ thì nói chung là ở cái khu vực núi đá này các bác, cây ngô chỉ một năm một vụ thôi. Đến lúc trồng thì có việc, đến lúc thu thì lại có việc thêm tí thôi thôi. Còn ngoài ra là cũng chả có cái gì mà làm nữa. Đấy. Ví dụ như em Pà Hờ này, đấy, nên nhiều các ông bà các bác có hỗ trợ được bao gạo nào thì biết bao gạo đấy, có biết cái kiểu như là cái miếng ăn qua ngày ấy. Đấy, có thể giúp gọi là ít nhất là có cái lương thực dùng qua ngày đấy, để cho hai vợ chồng là các cháu còn ở được chung một cái ngôi nhà như thế này. Đấy, cái tình trạng cứ kiểu như là cứ không có ăn lại bỏ đi, không ăn bỏ đi thì nguy cơ cao là cái gia đình nó cũng kiểu không được hòa thuận đấy. Vâng. Đấy, rất là khó. Ít nữa thì là thành gà trống nuôi con thôi đấy. Gà trống nuôi con. Vâng. Cái gì cái thì em bà cũng phải nghĩ cho hai cháu nữa nhá. Còn không thì cứ động tí thì bỏ đi là không được nhá. Nó chỉ mà tổ hai mà chỉ trẻ tránh ở tổ nhiều á. Lúa tổ nhiều, đó tổ nhiều nhó hả? Ừ. Hay là mua ở tổ nhiều, chỉ mua tổ nhiều mà hay dưới chỉ nhó á. Ủa mua tưởng nhiều ấy, chứ mua tưởng nhiều chứ tôi muốn rồi. Ây dứ. Hả? Em bà bảo là nó thật sự luôn, không có hai đứa thì em bà đi lâu rồi. Ây dồ, thật không á? Thế là không hai đứa là đã đi lâu rồi. Trời ơi. Thế là chính tỏ cũng ủ mưu ở trong người lâu lắm rồi. Anh hỏi có chưa biết đấy. Đã không về ở với nhau thành vợ chồng thôi, đã về ở với nhau thành vợ chồng thì cũng phải có trách nhiệm tí. Không thể cứ động tiếng bỏ đi được nhá. Tổ hai mua cho chế trong lợi. Anh hỏi bây giờ là dê để nhiều lắm rồi ấy. Cho chị mà trông ấy. Nó mua thì ở nhó một kho từ ca tiêu nó hỏi nhỉ. Đi đến đâu cũng phải làm mới có ăn thôi. Đúng rồi. Nên là cái số phận cái duyên của mình thì là cứ nhận đồ chỉ ăn đồ nhó này. Nhà tao khai dùng mũi đi chỗ tao khai cái tiêu cho nhé nhá. Đúng rồi. Không được nghĩ như thế nhé. Có khi đi một bước sau này nó có cái số của mình nó cũng như thế thôi. Biết đâu lại đi người khác lại vớ người lại suốt ngày rượu chè cờ bạc thì làm đúng thế nào. Được anh Hờ này anh thấy là cũng hiền mà. Đúng rồi. Có cái gì thì cứ vợ chồng bảo nhau thôi nhé. Người ta bảo là bước đầu tiên vớ được rán thì là bước thứ hai cũng vớ được con nách luôn. Con nách kia lại còn kiểu như là thành mùi cho người ta. Đấy, như vậy. Đây này, có bác cái nương ngô này. Nghĩa là cái sắt vào cái vách nhà này là nương của người ta rồi à? Con là tổ, con này nhiều lâu chỗ này hả rồi? Nhiều lâu sắt nhà luôn là của hàng xóm rồi. Hàng xóm rồi. Vâng, đấy. Đấy, trông con là cẩn thận nhé. Phóng hôn đi lấy. Đúng rồi, tí nữa giờ xuống cái tả ly này thì khó thân. Đúng rồi, tả lăng là anh em cũng đi thôi. Vâng. Nên nhớ một chế với. Ở nhớ tụi chị thông một chế với. Bắt mày đó. Thôi, có lẽ thì anh mình cũng chắc cũng xin chào ông bà các bác ở đây thôi anh ạ. Cũng sẽ đi về, cũng gọi là đi chia sẻ hoặc cảnh khác thôi. Đi, nhé. Đấy. Quay đua đưa võng này. Mắt nhìn ngước nhìn rồi thế này. Nhìn. Đấy tụi nên đi mất trời mất chi thì đã là. Mất chi thì đã.